Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục An toàn giao thông của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, lái xe vi phạm nồng độ cồn trong máu sẽ bị xử phạt nặng, mức phạt cao nhất có thể lên tới 40 triệu đồng, đồng thời tước giấy phép lái xe từ 22 đến 24 tháng. Đây là dự thảo nghị định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, dự kiến trình chính phủ cuối tháng 8 mà Bộ Giao thông Vận tải đang lấy ý kiến các bộ ngành. Theo đó, tài xế vi phạm nồng độ cồn vượt quá 80mg trên 100ml máu hoặc vượt quá 0,4mg trên lít khí thở sẽ bị phạt từ 30 đến 40 triệu đồng so với mức phạt hiện nay là từ 16 đến 18 triệu đồng. Tước giấy phép lái xe 22 đến 24 tháng, mức cũ là từ 4 đến 6 tháng. Mức phạt trên cũng áp dụng cho những lái xe không chấp hành yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn của người thi hành công vụ, điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy, không chấp hành yêu cầu kiểm tra về chất ma túy của người thi hành công vụ. Đối với người điều khiển mô tô xe máy, theo dự thảo nghị định mới, mức 1 sẽ bị phạt từ 2 đến 3 triệu đồng và mức phạt cao nhất là 6 đến 8 triệu đồng. Thời gian gần đây, tại khu vực ngã ba nút giao giữa quốc lộ 39 với đường Vũ Trọng Phụng, thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động, xuất hiện các hộ tiểu thương lấn chiếm lòng đường để bày bán hàng hóa, gây mất trật tự an toàn giao thông. Việc lấn chiếm lòng đường để bày bán hàng hóa diễn ra tại đây chủ yếu vào buổi chiều tối. Cảnh tượng người bán, người mua, bày bán hàng hóa và dựng xe dưới lòng đường kéo dài cả 100m, gây mất trật tự an toàn giao thông, mất mỹ quan đô thị. Theo người dân địa phương, các tiểu thương bày bán hàng hóa ở đây chủ yếu từ nơi khác đến và tại khu vực trên thường xuyên xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông. Qua quan sát, khu vực rất phức tạp về trật tự an toàn giao thông do giao cắt với quốc lộ 39, nơi có phương tiện giao thông lớn. Do đó, để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đề nghị chính quyền địa phương cần có biện pháp giải tỏa trụ cóc để trả lại lòng đường cho các phương tiện đi lại thuận lợi và an toàn. Theo nhiều người dân sinh sống trên đường tỉnh lộ 382 cho biết, nhiều năm qua, người dân rất bức xúc về việc thường xuyên phải chứng kiến cảnh tượng hàng ngày có khoảng 60 đến 70 chiếc xe chở đất cát đi qua đây. Ngoài phóng nhanh vượt ẩu, nhiều xe cơi nới thành thùng chở quá tải trọng làm rơi vãi vật liệu xuống đường gây mất an toàn giao thông, bụi bẩn và làm hỏng đường. Các xe tải, xe ben này hoạt động nhiều nhất trong khoảng thời gian từ 5 giờ sáng đến 17 giờ chiều cùng ngày. Trước tình trạng trên, đề nghị các cơ quan chức năng cần sớm có biện pháp khắc phục. Sau một tháng ra quân tổng kiểm soát với xe ô tô chở khách, ô tô vận tải container và xe mô tô, từ ngày 15 tháng 7 đến 14 tháng 8, lực lượng Cảnh sát Giao thông tỉnh Hưng Yên tổng kiểm tra trên 10.350 phương tiện, ra quyết định xử phạt hành chính gần 5.000 trường hợp với tổng số tiền gần 2,3 tỷ đồng. Ngoài xử phạt hành chính đối với người điều khiển phương tiện vi phạm, lực lượng chức năng đã tạm giữ gần 2.000 phương tiện, tước giấy phép lái xe 200 trường hợp. Đáng chú ý, trong đợt tổng kiểm tra đã xử phạt 160 trường hợp người điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn và 2 trường hợp vi phạm về ma túy. Đợt ra quân tổng kiểm soát xe ô tô chở khách, xe ô tô vận tải container và xe mô tô đã tác động lớn đến ý thức người tham gia giao thông, đặc biệt là đã kéo giảm được tai nạn giao thông liên quan đến xe ô tô vận tải khách và xe mô tô, xe gắn máy. Trong đợt tổng kiểm soát, chúng tôi đã kiểm tra gần 800 trường hợp vi phạm với những lỗi chủ yếu đó là không đội mũ, không có giấy phép lái xe và không mang theo bảo hiểm trách nhiệm dân sự, chuyển hướng sang đường không có tín hiệu. Kết quả là sau khi đã tiến hành tổng kiểm soát, ý thức người tham gia giao thông đã nâng lên được rất nhiều. Những cái ngày cuối của đợt tổng kiểm soát thì người tham gia giao thông đã chấp hành rất đầy đủ khi điều khiển phương tiện. Qua một tháng cao điểm, chúng tôi đã ra quân và xử lý rất nhiều các trường hợp. Từ đó là nâng cao về cả về ý thức, hành vi của người tham gia giao thông và dẫn tới là cái tai nạn giao thông đã giảm rõ rệt và ý thức người tham gia giao thông đã nâng cao lên. Trong thời gian tới, đặc biệt là trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 và khai giảng năm học mới, lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh và Công an các huyện, thị xã, thành phố sẽ tập trung tăng cường công tác tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Trong quá trình tuần tra kiểm soát, tiếp tục xử lý nghiêm các hành vi vi phạm như vi phạm quy định về nồng độ cồn, sử dụng chất ma túy trái phép, chạy quá tốc độ quy định, lưu thông không đúng phần đường, làn đường, tránh vượt dừng đỗ không đúng quy định, chở quá số người, không đội mũ bảo hiểm để hạn chế thấp nhất tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục An toàn giao thông của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên.